bên cạnh New Zealand, thu 35 đô la Mỹ phí du lịch, và gần đây hơn nữa là quần đảo Faroe thuộc Đan Mạch. Giờ đây có ngày càng nhiều điểm đến đánh thuế cao ngay từ đầu để hạn chế lượng du khách, rồi dùng thuế du lịch ấy để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng hay bảo tồn môi trường, di sản văn hóa. Có thể nói, phí phát triển bền vững là một trong những công cụ giúp cho điểm đến bớt bị xuống cấp trước lượng khách tham quan quá đông. Tờ Jakarta Post dẫn dữ liệu của chính quyền tỉnh Bali cho biết từ năm 2024, khách du lịch quốc tế tới Bali sẽ phải nộp khoản thuế AP 150.000 đô la Mỹ mỗi người. Đây là khoản thuế chỉ phải nộp một lần trong suốt thời gian du lịch tại Bali và sẽ thanh toán theo hình thức điện tử. Theo chính quyền Bali, số tiền thu được từ khoản thuế này sẽ được sử dụng cho các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa địa phương. Cơ quan chức năng địa phương tin rằng quy định mới này sẽ không làm giảm số lượng khách du lịch đến với Bali, vì nguồn thu sẽ phục vụ cho môi trường, văn hóa và cải thiện cơ sở hạ tầng để việc du lịch đến Bali sẽ thuận tiện và an toàn hơn. Quyền thống đốc Bali Mahendra Jaya cho biết hai chương trình này được đưa ra vì hoạt động du lịch lâu nay ở Bali đã khiến rác thải chất đống trên hòn đảo. Nếu không xử lý tốt, số rác thải này sẽ gây mất vệ sinh và hủy hoại môi trường, gây bất tiện cho khách du lịch đến thăm Bali. Tới cuối năm, Bali dự kiến đón được 5,5 triệu khách du lịch nước ngoài. Tương tự, tại Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 10, thành phố Hasukaichi thuộc tỉnh Hiroshima sẽ áp thuế đối với du khách đến đảo Miyajima, nơi có di sản thế giới đền Itsukushima. Các hòn đảo khác thu hút lượng lớn khách du lịch như Taketomi ở tỉnh Okinawa và Sado ở tỉnh Niigata cũng đang dự định áp thuế du lịch để bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng. Như vậy, việc áp dụng thuế du lịch là một cách hiệu quả để duy trì sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại các điểm đến du lịch phổ biến. Năm 2019, đảo Miyajima với dân số 1.400 người đã đón lượng du khách kỷ lục 4,65 triệu người. Việc chính phủ quốc gia cấp thuế phân bổ địa phương thường xuyên không tương quan đến số lượng du khách, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải đảm bảo nguồn thu bổ sung để trang trải các khoản chi tiêu ngày càng tăng cho các biện pháp quản lý du lịch. Trong một cuộc khảo sát khách du lịch do thành phố thực hiện vào tháng 9 năm 2020, 93% số người được hỏi ủng hộ việc áp dụng thuế đối với du khách. Thành phố dự đoán loại thuế mới sẽ mang lại 140 triệu yên trong năm tài chính 2023, kéo dài đến tháng 4 tới. Gần đây, núi Phú Sĩ của Nhật Bản cũng đã bị ô nhiễm nặng và các vấn đề khác do hàng triệu du khách đổ tới mỗi năm cùng nhiều phương tiện phục vụ du khách như xe buýt, xe tải chở hàng. Để bảo vệ địa danh này, Nhật Bản sẽ phải giảm thiểu tác hại đến môi trường do du khách gây ra, giảm lưu lượng xe cá nhân, giảm bớt các lối mòn vào chân núi, áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông nếu đường leo núi quá tải. Chính quyền hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi, nơi ngọn núi nổi tiếng vắt ngang, đang thúc đẩy ý tưởng xây dựng hệ thống xe điện và đánh thuế du khách. Một số cư dân và du khách chia sẻ họ ủng hộ việc thu thuế du lịch đối với du khách như một cách để cải thiện tình hình. Tại đảo Jeju, Hàn Quốc, vào tháng 4, chính quyền địa phương cũng cho biết đang có kế hoạch áp thuế du lịch để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn môi trường. Khách du lịch có thể sớm phải trả thuế du lịch sinh thái khoảng 8.170 won, 6,45 đô la Mỹ, mỗi ngày để vào đảo Jeju của Hàn Quốc. Trên trang The Straits Times, một khách du lịch người Singapore cho rằng mức phí là hợp lý và bà sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến thăm Jeju, nơi được mệnh danh là Hawaii của châu Á vào năm 2024. Cân nhắc để không ảnh hưởng đến du lịch, việc áp thuế du lịch là một biện pháp quản lý du lịch bền vững và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần cân nhắc cẩn trọng để không ảnh hưởng đến ngành công nghiệp du lịch và trải nghiệm của du khách. Điều quan trọng là sử dụng các khoản thu này một cách hiệu quả để cải thiện môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch. Chang Xiaji, trợ lý giáo sư về địa lý con người tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore cho biết thuế du lịch sinh thái có thể tạo ra hai cú hích cùng một lúc nếu được thực hiện đúng cách. Khoản thuế không chỉ hạn chế tình trạng suy thoái môi trường do du lịch quá mức gây ra mà còn tài trợ cho các sáng kiến bảo tồn môi trường bằng số tiền thu được. Ông Norin Reiki, giảng viên trường kinh doanh tại Đại học Queensland, khẳng định giá trị chính của thuế du lịch sinh thái là khách du lịch thường không phải trả toàn bộ chi phí cho việc sử dụng và tác động của chúng. Bản thân thuế được sử dụng để nhắc nhở du khách rằng bất kỳ chuyến ghé thăm nào cũng có tác động tích cực đến môi trường, Christopher Khu, giám đốc điều hành công ty tư vấn du lịch Master Consult Services cho biết. Tuy nhiên, thuế du lịch sinh thái có thể hạn chế số lượng khách du lịch đến các nước và dẫn đến tổn thất doanh thu cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào du lịch. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, WTTC, vào năm 2022, ngành du lịch và lữ hành đã đóng góp 7,6% vào tổng sản phẩm quốc nội, GDP, toàn cầu. Du lịch cũng là nguồn tạo việc làm chính do tính chất sử dụng nhiều lao động và tác động cấp số nhân lên thị trường việc làm trong các lĩnh vực liên quan. Một ví dụ điển hình là chính sách thuế du lịch tại Bhutan. Sau đại dịch, Vương quốc Phật giáo này bắt đầu tiến hành thu một loại thuế có tên là Phí phát triển bền vững, Sustainable Development Fee SDF, lên tới $200 mỗi ngày. Tuy nhiên, theo tờ Nikkei Asia,
Từ tháng 9 vừa qua, chính quyền Bhutan đã buộc phải giảm một nửa phí du lịch hầu thúc đẩy phục hồi ngành du lịch sau đại dịch. Việc giảm phí du lịch từ 200 xuống còn 100 đô la có hiệu lực trong vòng 4 năm, kể từ đầu tháng 9 năm 2023 đến cuối tháng 8 năm 2027. Cân nhắc và tư duy bền vững. Thuế du lịch sinh thái, mặc dù mang lại lợi ích bảo tồn môi trường, cần được áp dụng một cách cân nhắc để không gây tổn thất cho ngành du lịch và nền kinh tế. Tư duy bền vững trong việc quản lý thuế và sử dụng số tiền thu được là quan trọng để đảm bảo rằng ngành du lịch vẫn phát triển trong tương lai mà không gây hại cho môi trường và cộng đồng.